Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tiếp tục cắt tiếp những cái phương tiện giao thông để chúng mình dán lại bộ sưu tập nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán chiếc tàu ngầm. Để thực hiện được phần cắt dán chiếc tàu ngầm này thì các bạn hãy chuẩn bị tranh mẫu như mình nè, cùng với đó là kéo và băng dính hai mặt nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng thực hiện thôi. Trước tiên thì mình phải cầm kéo cho đúng cách để chúng mình có thể cắt được cái hình mẫu ra khỏi quyển vở. Đây là một chiếc tàu ngầm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau cắt theo hình chiếc tàu ngầm này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau dính chiếc tàu ngầm này vào trong bộ sưu tập nhé. Ở đây nha. Các bạn sẽ lấy một đoạn băng dính hai mặt này. Sau đó thì mình cắt nó ra. Một đoạn này nhé. Dính ở phía đằng sau của chiếc tàu ngầm, các bạn sẽ bóc phần băng giữ lại phần keo cho mình như thế này nha. Và bây giờ thì mình dán vào đây. Vậy là mình đã còn thêm được một phương tiện giao thông nữa rồi nhé. Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.